Hello, xin chào các bạn quay trở lại video lít nước hoa mùa đông năm 2024 ở phân khúc giá rẻ dành cho nam dưới 3 củ khoai. Mặc dù cái outfit mình mặc thì nó không phù hợp với mùa đông lắm, vì thực ra thời tiết bây giờ mới bắt đầu gọi là có tí gió mùa thôi, thời tiết đâu đó trên 25 độ. Nhưng mà như cái hẹn thì tôi làm tầm thời điểm ngày quay tầm là đầu tháng 10, nên sẽ gợi ý cho các bạn những chai nước hoa vừa quen mà vừa lạ để có thể có được thêm những cái lựa chọn mùa đông năm nay. Và hãy cùng nhau xem đó là những cái tên nào. Let's go! Chai nước hoa đầu tiên là chai nước hoa mình xếp ở trong cái thời điểm giao mùa. Có nghĩa rằng khi gió mùa bắt đầu về, các bạn cũng không thực sự cần một cái vai mùi quá ấm, quá cay nồng để đối phó với cái lạnh ở miền Bắc. Kiểu mưa xong rồi gió rét căm căm để mặc áo phao. Mà cái thời điểm đầu mùa là một cái thời điểm cực kỳ hợp lý để xịt những mùi hương nó không có cái vai quá là nặng hoặc là quá là tươi mát. Phải nói đây là thời điểm thực ra mùa thu thì hợp lý hơn. Đó chính là con Velvet Sanctuary của nhà Tada. Vâng, một trong những chai nước hoa cũng mới tinh của nhà Tada luôn. Đó, cái phần tem thì rất là lấp lánh để cho các bạn họ ra nhìn thấy. Bây giờ thì nhà Tada này họ cũng đang đổi dần sang cái thiết kế tem kiểu màu như thế này rồi, để có một cái bắt mắt hơn. Và chai nước hoa này thì sau khi mà mình trải nghiệm ở bên Sensio xong, mình khá là ấn tượng mà mình nghĩ rằng phải mang nó về ngay. Vì các bạn ngửi chai nước hoa này, các bạn sẽ thấy có một cái vai của Terre de MS. Thôi, để editor để cái hình ở đây. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Nếu như ai là fan của Terre de MS, các bạn cần một cái phiên bản nó góc cạnh hơn về mọi mặt, về độ sắc nét của tiêu, của bưởi và cũng về cái độ lưu hương, thì đây là một trong những con mà các bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Mùi hương này khi các bạn vừa mới xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy cái vai tiêu rất rõ rệt cùng với cái nét của bưởi. Mọi thứ cảm giác nó được push lên ngay từ ban đầu so với cái phiên bản Dere. Và cái nét này thì nó tạo ra một cái vai, cái độ chua của mùi hương làm mình nghĩ tới những cái quả gọi là chanh muối, mà các bạn hay mua những cái hộp chanh muối ở trên cái phố hàng đường hoặc là hàng ngang hàng đào ấy. Nó có mấy hàng bán những quả chanh to chọn lựa rất là kỹ, ngâm đủ thời gian và có một cái độ chua khi các bạn dầm ra. Thì ở phần top nốt của con này nó rất giống như vậy. Và sau khoảng tầm đâu đó đến 15-20 phút thì mùi hương nó xuất hiện cái vai của hoa hồng. Nhưng mà để thực sự là các bạn có thể liên tưởng mùi hồng ngoài đời sống hàng ngày vào trong nước hoa thì ở đây rất khó. Mà các bạn sẽ thấy mùi hương nó có sự mềm mại hơn khi mà nó gia giảm cái độ tiêu, nó bớt gằn hơn và mang lại cái sự trẻ trung của em nó. Và mùi hương này thì nó cũng khá là sáng, nó không có cái cảm giác bay hẳn lên để cứa vào mũi bạn ở phần top nốt như là của Terre. Mà khi mà hồng xuất hiện ở trong này, nó làm mọi thứ cảm giác rằng là trẻ trung, năng động, cũng như là có một cái độ gai góc nhưng mà nó không quá là bay ra khỏi khuôn khổ. Thì đấy là ở cái phần biến chuyển. Và những cái gì dry down ở trên da của con Velvet này thì khi mà các bạn xịt thì các bạn đã nhận thấy một cái DNA đặc trưng của vetiver ấm, rồi một chút cay khô và một cái mùi thơm ngọt của gỗ mút ngát. Các bạn hít càng sâu thì mùi hương cảm giác nó len lỏi đến từng cái gọi là ngóc ngách ở trong mũi của bạn. Và nó tạo ra một cái vai mùi đúng kiểu mùa thu Hà Nội trời se se lạnh. Con này thì tôi nghĩ rằng là các bạn chỉ đơn giản cần một cái phiên bản push nhiều góc cạnh của phiên bản Terre de MS thì đây là một trong những lựa chọn cực kỳ ok. Về độ lưu hương của em nó thì trên da mình đâu đó khoảng tầm 7 giờ, 6 đến 7 giờ và mùi hương nó cũng sẽ tỏa ở trong ban đầu khá là tốt. Cái vai, cái hiệu ứng của con này khá là giống con Terre de MS phiên bản EDP. Đó. Và con này thì tôi nghĩ rồi, đó nghĩa là các bạn có thể mặc một chiếc quần kaki này, đi những cái đôi giày loafer, giày tây, hoặc là kể các bạn mặc một chiếc quần jean, xong rồi các bạn mặc một chiếc áo thun dài và hoặc là những chiếc cardigan, xong rồi các bạn có một cái áo một cái gọi là khăn quàng cổ và các bạn xịt mùi hương này thì mình nghĩ là rất là hợp vai mùa thu, đi kiểu đèo người yêu ngắm cảnh ở trên đường thanh niên chẳng hạn. Thì con này là một trong những con rất 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 hay, mặc dù là cái tem của nó là toàn là hoa hồng thôi nhưng mà vẫn là chủ đạo là vetiver. Con này hôm tôi xịt buổi chiều xong rồi đi đá bóng buổi tối thì lúc mà tôi chạy thì đấy, tôi nói rồi, đó là nhiệt độ tăng lên nó cũng tạo cho cái mùi hương nó có chiều sâu hơn, ngửi phê vãi, ngon nha. Tada
Velvet Sanctuary, một lựa chọn mới. Đấy là một lựa chọn dành cho mùa thu. Còn bắt đầu khi mà thời tiết lạnh hơn, các bạn muốn một cái bay mùi ngọt, đặc biệt là chúng ta đã có một cái vài cuộc hẹn lúc mùa thu rồi, mùa đông chúng ta bắt đầu bước vào một mối quan hệ, làm sao để có đơn mình được một cái mùi hương vừa đa dụng, thương hiệu nổi tiếng, thiết kế đẹp, cũng như là mùi hương đó có thể để đi hẹn hò buổi tối rất ổn, đó chính là con Lơ Mêu Elixir màu vàng. Đây chính là em này. Với cá nhân mình thì con này sẽ là một con có cái tính đa dụng nhiều hơn. Nếu như bạn luôn luôn muốn có cho mình một cái mùi hương ngọt vào mùa đông, có một cái độ bám tỏa tốt, thì mình đã có review em này rồi. Các bạn hoàn toàn có thể tìm lại ở trên kênh để xem review về kỹ hơn. Cá nhân mình thì so với những cái phiên bản của Ultra Male, Lơ Mêu thì đây là một con khá là dễ dùng với cái thời tiết lạnh đâu đó tầm 20 độ quay đầu, rất hợp lý để sử dụng. Mùi hương thì cũng rất là trẻ trung, kết hợp với cái phần hiệu năng tốt thì sẽ làm tâm điểm của đám đông. Bên cạnh đó thì nếu như các bạn muốn một cái mùi nó chỉ target vào cái vấn đề là đi chơi vào buổi tối, gây được ấn tượng và mùi hương trưởng thành hơn, thì mình khuyên các bạn nên mua phiên bản Lơ Mêu Le Parfum. Còn đối với phiên bản này thì nó sẽ có tính đa dụng hơn vì mùi nó sáng hơn, mặc được nhiều dịp hơn, chứ không chỉ là mỗi đi chơi buổi tối gió lạnh. Các bạn có thể xem lại cái đường link mình review của em này. Con này thì tôi vẫn đánh giá là một trong những con cực kỳ đa dụng của Jean Paul Gaultier vào mùa đông. Ở vị trí số 3 là một cái tên mà mình cực kỳ lăn tăn. Tôi có chai nước hoa này trên tủ đâu đó 2 năm rồi. Con này là Outus của Frank Olivier. Này. Đó. Tôi nhận thì tôi nhận được 2 bản, nhưng mà sau khi tôi thử và tôi đã để ở trên kệ khá lâu thì nay tôi mới mạnh dạn cho em nó vào. Thứ nhất là vì em nó rất phù hợp với tiêu chí, đó là giá thành rẻ. Chai nước hoa này thì tôi nhớ không nhầm đâu đó khoảng tầm loanh quanh một củ khoai thôi. Nhưng các bạn sẽ khó để có thể tìm được một cái vai mùi mang hơi hướng phương Đông, giá thành rẻ mà xử lý đa phần là mượt mà. Tại sao mình lại nói đa phần? Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này lên ấy, các bạn sẽ có cảm giác đúng như kiểu mùi của những cái không gian hoặc là những cái bộ phim liên quan đến Ấn Độ, liên quan đến Trung Đông. Mặc dù là mình biết là cái nhóm mùi này là một trong những cái nhóm mùi mà nhiều người nói rằng nó bị nồng, nhưng mà với mùa đông thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Con này ấy, khi các bạn xịt ra thì các bạn đã nhận thấy một cái vai mùi chua. Nó có phần ngọt, nhưng mà cái sự blend mùi ở phần top note của này thực sự là nó không tạo nên cái thiện cảm ngay ban đầu. Lúc đầu thì tôi ngửi con này ra vai mùi thuốc kháng sinh. Đó, như kiểu cái mùi thuốc kháng sinh khi các bạn ngậm, các bạn nuốt, các bạn uống thuốc ấy, mà các bạn nuốt nó không kỹ, nó bị dính lại ở miệng ấy, và cái cảm giác đắng ấy. Nhưng mà sau đó khoảng tầm 15 phút cho đến 20 phút thôi thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi hoa hồng xuất hiện. Hoa hồng ở đây thì nó cũng không phải là cái hơi hướng làm hồng xanh, the the, cay cay, tươi mới, mà hồng ở đây ngửi rất lực. Lực có nghĩa là một cái bông hồng đỏ, những cái cánh hồng đỏ, mùi thơm ngút ngát, kết hợp cùng với một cái vai mùi chua của trầm hương, một chút kiểu gọi là khô cay ấm, và nó làm mình gợi nhớ tới những cái đoạn phim của những vlogger hoặc là những cái bộ phim nói về cái văn hóa phương Tây, kiểu đi vào một cái không gian đa phần là màu đỏ này, màu vàng, những cái tông màu ấm, và ở đó thì họ bày rất nhiều những cái loại gia vị khác nhau, những cái thứ mà chỉ có ở phương Tây có, và đấy như kiểu những cái chợ lớn vậy. Và màu sắc đến những con người ở đây họ ăn mặc cũng có cái hơi hướng rất là ấm áp đó. Thì con này sẽ là một cái con mùi hồng khá là mạnh mẽ, cá tính. Con này thì với bạn nam thì mình nghĩ là các bạn sẽ dễ thuần hơn, nhưng mà với những bạn nữ thì chắc chắn sẽ là những người cực kỳ cá tính. Và dry down của cái mùi hương Outus này ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét ngọt của caramel, một chút hơi đất đất và cái mùi trầm rất đặc trưng. Nó làm mình gợi nhớ tới chai nước hoa Dior Oud Isfahan. Đây cũng là một chai cực kỳ nổi tiếng của nhà Dior, nhưng mà có phần hơi khó ngửi. Nhưng mà với cái phiên bản của Frank Olivier này thì mình thấy rằng là đây là một cái phiên bản dễ ngửi hơn. Các bạn hoàn toàn có thể đọc những cái bình luận
ở trên Fragrantica để xem chai nước hoa này. Ban đầu thì đa phần họ đều không thích, nhưng mà sau khi try down họ quay lại feedback về mùi hương này thì họ lại có một cái thiện cảm cực kỳ tốt. Vì thế thì đây sẽ là một trong những cái mùi hương mang hơi hướng phương Đông và giá thành rẻ, lựa chọn rất ok ở tầm giá. Chỉ có một điều rằng con này thì nó sẽ phù hợp để cho các bạn đi tới những cái bữa tiệc trang trọng, và nó yêu cầu kiểu dress code là ăn mặc phải lịch sự, phải có những cái bộ quần áo mà có lẽ rằng là mình nghĩ rằng một hoặc hai lần trong năm các bạn mới có thể sử dụng, như kiểu tuxedo, hoặc là với những bạn nữ là những cái đầm nó lấp lánh ôm body màu đỏ thì các bạn mới có thể dùng được em nó. Hoặc là các bạn nào có ý định mua thì các bạn phải là người thường xuyên tham gia những cái sự kiện hoặc là tổ chức sự kiện vào cuối năm, và nó yêu cầu một cái sự lồng lộn, một cái sự mang cái văn hóa bí ẩn, rồi tạo ra một cái vai thu hút, người ta hay gọi là từ sang trọng, nhưng mà tôi cũng không thấy con này sang trọng lắm tại vì giá nó rẻ mà, tôi quan điểm là như vậy. Nhưng mà nếu như bạn đang tìm đến những cái bộ phim Con đường tơ lụa, hoặc là những cái bộ phim như Alibaba, 40 tên cướp, những cái bữa tiệc ở đó, thì đây là một trong những con hoàn toàn có thể tìm. Tôi không biết là bây giờ nó có dễ tìm không, nhưng mà con này thì đánh giá khá cao ở trong cái nhóm mùi trầm hồng là phân khúc rẻ, chắc là nó cũng thuộc vào hàng vô địch. À, còn về độ lưu hương của em nó nhá, thì khẳng định với các bạn luôn, 8 tiếng là hoàn toàn thừa sức. Mỗi lần tôi xịt con này cách đây tầm giữa tháng 9, khi mà trời khá là nóng thì tôi cũng phải test có một shot thôi, nhưng mà có hôm mà trời lạnh cái tôi test 2 shot thì nó bám nguyên từ sáng đến tối và rửa tay không hết mùi. Thêm một cái yếu tố dành cho những bạn nào có cái nhu cầu là thích mùi bám tỏa khủng, giá rẻ. Yeah, fine, Olivia. Năm nay thì không có thuốc lá, nhưng mà chúng ta sẽ nói qua một chút về rượu nhá. Đó chính là Portsmouth của Fragrant World. Chính ra lít năm nay toàn con rẻ nhở. Có đâu đó khoảng tầm... À không, cũng không rẻ lắm. Có 3 con hơn 2 củ và 2 con loanh quanh 1 củ. Portsmouth. Video về Portsmouth thì cũng đã làm review rồi. Con này thì là một cái phiên bản clone của Thierry Mugler Pumor, một trong những cái mùi rượu whisky cùng với caramel. Thì với cá nhân mình thì mình thấy cái phiên bản này là một clone giống vãi. Các bạn có thể xem lại video nhá, nó rất là dễ tìm thôi, video ở trên này. Tôi nhớ là có cả video phỏng vấn về Thierry Mugler Pumor với bạn Jolin rồi, mặc dù như bạn ấy chê. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy rằng là với những anh em nào đam mê rượu đó, các bạn chưa có điều kiện tài chính quá tốt, hoặc là cái bay mùi rượu ở đây nó cũng sẽ khác với rượu ở Angleshare, thì các bạn có thể thử con này. Bán tỏa thì cũng ổn, giá thành rẻ. Fragrant World cũng đang là một trong những cái thương hiệu mà bắt đầu tiếp cận thị trường Việt Nam với những cái chai nước hoa có cái clone khá tốt. Đương nhiên thì cũng là đại cát tìm vàng thôi, nhưng mà đây là một con cực kỳ ổn, bán tỏa ngon. Ôi, kiểu rượu whisky cùng với một cái viên đường đen thả vào trong đấy tan ra vậy. Ngon, xem lại video nhá. Rồi, và nhân vật cuối cùng đó chính là Ganja của Comme des Garçons. Làm review xong còn đi trả, tại vì thằng em tôi nó không bán cho tôi con này đâu. Mặc dù tôi rất thích con Ganja này. Ganja thì là mùi xà cân, cần sa. Mình có thể nói trực tiếp ở trên này, YouTube mình không sợ. Ở trên TikTok thì cứ phải nói lái đi. Con này thì là một trong những mùi xà cân mà mình nghĩ rằng sẽ cực kỳ hợp với những người mới. Thực ra thì cũng có video rồi, nhưng mà tôi muốn nói chi tiết hơn một xíu ở con này trong cái video lần này. Có nghĩa rằng là thường các bạn được recommend những cái mùi xà cân, ví dụ như cả Black Afghano, nhưng mà các bạn mua thì các bạn thấy toàn gỗ đúng không? Tối, khói. Hoặc là các bạn có thể tìm tới những cái mùi như kiểu Hindu Kush của Mancera. Nhưng mà Hindu Kush thì nó lại có xu hướng ngọt hơn, thảo mộc hơn, sáng hơn. Xà cân là phải tối này, xà cân là phải rõ được cái nét đắng, ngái. Thì đây là một trong những con như vậy, rất là dễ dành cho những người mới mà nó vẫn giữ được cái DNA đặc trưng của xà cân. Con này thì khi các bạn xịt ra thì y hệt một cái mùi bóc một cái gói xà cân tươi ra vậy. Người ta không phải kiểu sấy nó quá khô đâu, mà nó vẫn còn một cái độ ẩm ở trong đó. Và bóc cái hộp phát nó cũng giống như kiểu các bạn vừa mới xịt ra, nó lan qua khắp phòng và các bạn sẽ nhận được ánh mắt. Đấy, cẩn thận nhá. Về phần dry down của mùi hương này thì nó có lên được khói, và những cái gì cuối cùng ở trên da của con Ganja này thì nó lên một chút thảo mộc, hơi đắng ngọt nhẹ thôi. Nhưng mà cái mùi hương mà mình thích nhất đó là phần top note và phần ở giữa của Ganja. Nó mang tới đúng một cái trải nghiệm xà cân rất là sạch sẽ,
vừa phải, đủ khói, đủ ngái, đủ đắng, đủ tươi, mọi thứ rất cân bằng. Chứ nó không như con Kinski mà mình thích, đó là xà cân nó bị hơi nhớp nhớp, hơi bẩn bẩn. Thì cũng tùy gu mỗi người, nhưng mà mình thích con Kinski hơn. Nhưng mà con này là một con dễ tìm hơn, giá thành dễ tiếp cận hơn. Và con này thì cũng khuyến khích là đừng bao giờ mua để các bạn mặc đi ra mắt bố mẹ người yêu hoặc là đi chúc Tết các thứ, thì người ta lại tưởng các bạn là một con nghiện. Các bạn hoàn toàn có thể mang mùi hương này lên Đà Lạt những ngày mùa đông lạnh, các bạn có thể ngồi chiêu chiêu, làm tí vang, làm tí bánh mì cân, hoặc là các bạn làm một điếu, tùy nhá. Tôi không khuyến khích cái vấn đề nhá, vì vi phạm pháp luật đấy. Nhưng mà hoàn toàn các bạn xịt cái này thì không hề vi phạm pháp luật tí nào cả. Và con này thì hiệu năng thì mình cũng đã nói ở trong video rồi, nhưng mà cũng mong là mọi người có thể tìm được con này, hoặc qua cái video lần này thì một vài seller người ta cảm thấy hứng thú thì người ta có thể nhập con ganja này về để share cho các bạn thử. Một trong những cái mùi hương mà thỉnh thoảng tôi cứ phải cho vào trong list để cho các bạn không tìm được hoặc là khó tìm, thì các bạn có thể thấy video của tôi nó thú vị hơn. Ganja của Com Đường Gác Xăng. Yeah. Và vừa rồi đó là 5 lựa chọn nước hoa mùa đông giá rẻ. Tôi biết là sẽ có nhiều người có những cái lựa chọn khác hay ho và thú vị hơn. Thực ra trong 5 cái mùi hương này, tại vì tôi lên danh sách cách đây khoảng tầm 1 tháng rồi, nên là sau này tôi có nhận được những cái mùi mới. Nhưng tôi nghĩ rằng là tôi sẽ làm video riêng, và sau này cũng sẽ có những cái mùi mà tôi thấy nó hay ho và thú vị hơn thời điểm hiện tại tôi lựa chọn. Vì thế tất cả những cái list mùa đông, mùa hè hay là list vetiver, nó chỉ đơn giản rằng trong thời điểm đấy tôi thấy nó phù hợp để các bạn có thể tiếp cận, hoặc là có một vài chai nó có thể mang cái tính nó hơi đặc biệt thì các bạn cũng có thể tìm hiểu. Còn nó không có cái gì đúng hết ở trong mọi giai đoạn cả. Tất cả chỉ là thêm một góc nhìn, thêm một sự lựa chọn. Và nếu thấy video lần này hay, đừng quên việc like, share và nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn, để mình có động lực làm list cao hơn. Và khẳng định list cao hơn thì sẽ có một vài con các bạn cũng rất quan tâm hỏi nhiều. Guit Chanel, BDK phiên bản XS này, một vài mùi hương nữa. Và hẹn gặp lại ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.